Đền Cô Tám Hàn Sơn hay Cô Tám Đồi Chè. Đền Cô Tám Hàn Sơn có tích nói rằng cô vốn là thiếu nữ người Mường. Có tích lại nói cô là người Kinh ở đất Phong Mục, Hàn Trung Thanh Hóa. Đền Cô Tám Đồi Chè nằm trong khu du lịch tâm linh Hàn Sơn thuộc đất Phong Mục, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đây là nơi thờ chính của Cô Tám Đồi Chè. Thân thế Cô Tám Đồi Chè, theo một số thuyết nói rằng Cô Tám là tiên cô giáng thế cùng thời với Cô Bơ Thác Hàn, có huyền tích lịch sử riêng chứ không liên quan gì đến Chầu Bát, và cô thuộc nhạc phủ chứ không phải thuộc địa phủ như mọi người vẫn lầm tưởng. Có một số ý kiến thống nhất cho rằng cô giáng sinh dưới thời Lê Thái Tổ giấy binh khởi nghĩa. Cô là người thiếu nữ trồng hái búp chè tại vùng Phong Mục, Hà Trung, Thanh Hóa. Cô cũng có công giúp vua trong công cuộc đánh đuổi giặc ngoại xâm, nên khi thác hóa về trời, cô được phong công lập đền thờ trấn giữ một bên bến sông Đò Lèn, Phong Mục. Cô sinh thời là người con gái đảm đang, nết na tảo tần, hái búp chè xanh trên đồi, thường dùng làm thuốc chữa bệnh, nên mọi người thường tôn hiệu là Cô Tám Đồi Chè. Khi thanh nhàn, cô thường đủng đỉnh dạo chơi khắp vùng Hà Trung, Thanh Hóa. Cũng có khi cô hiện hình bẻ lái con thuyền độc mộc trên dòng sông Mã. Trong hàng tứ phủ thánh cô, Cô Tám Đồi Chè hiếm khi về ngự đồng. Chỉ có người nào sát về Cô Tám hoặc khi hầu đón tiệc tháng 6 tại các đền ở vùng Thanh Hóa, Cô Tám Đồi Chè ngự đồng thường mặc áo xanh, quần đen, có nơi là áo tím hoa cà. Cô Tám cũng khai quang rồi múa mồi, sau đó thường là múa tay tiên các điệu như người đi hái chè trên non. Hiện nay đền thờ Cô Tám Đồi Chè được thờ riêng tại đền cô thuộc đất Phong Mục, Hà Trung, Thanh Hóa. Nếu đi từ đền Cô Bơ sang thì qua Đò Lèn, đền cô rất khang trang nhưng ít người biết tới. Cô Tám Đồi Chè có phải là Cô Tám theo hầu Chầu Tám Bát Nàn hay không? Cô Tám Đồi Chè không phải là Cô Tám theo hầu Chầu Tám Bát Nàn. Cô Tám Đồi Chè có sự tích riêng, nên Cô Tám Bát Nàn có từ thời Hai Bà Trưng, còn Cô Tám Đồi Chè có từ thời vua Lê Lợi. Trên ba bông dưới lại thạc hàm, ai lên Phong Mục lại sang Đồi Chè. Đền thờ chướng rủ màn tre, có tiên cô Tám hái chè trên non. Lắng nghe chim hót véo von, có tiên cô Tám hái chè non trên ngàn.
Lá chè làm thuốc làm thang, búp chè trị bệnh, trần gian cô cứu người. Khô cằn cô lại cho tươi, tay cô vun sới cho đời nở hoa. Đầu non thỏ lặng ác tà, lãng hoa cô quẩy đường xa đi về. Gập ghềnh trăm suối ngàn khe, thác hàm phong mục lối về đền cô. Đồi chè cây thị nhấp nhô, lối sang Cẩm Thủy lối vô Đò Lèn. Minh Tân phố Đò Lèn tên đặt, phủ Hà Trung là đất Thanh Hoa. Có cô Tám Thượng hay là, nơi gần kính trọng, nơi xa lai hàng. Chốn đền Hàn cô vào khâm mệnh, mẫu ban quyền cô được quản cai. Vào ra áo thắm thơ bài, tay đeo vòng bạc chân hài thêu hoa. Cô cất giọng Mường giọng Mán reo ca, líu lô giọng Thổ ngân nga giọng Mèo. Rừng già nước chảy suối reo, cây xanh rẽ lối đường đèo quanh co. Ai thời có phúc cô cho, có tâm cô độ ấm no đời đời.